Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Kho Tàng Kiến Thức Mình là Hiền Di và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển sách mang tên Coco Chanel Danh Nhân Thế Giới Quyển sách này là nói về cuộc đời của bà Từ những thành công vang dội trong sự nghiệp cho đến những thất bại Quyển sách này khuyên chúng ta về lòng kiên trì, có câu mái sắt, có ngày lên kim. Trong này có một câu nói của bà mà mình rất thích, đó chính là Người ta chê bai những sản phẩm của tôi làm ra, nhưng đó chính là bí quyết giúp tôi thành công. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Các bạn có thích quyển sách nào không? Hay các bạn cũng thích quyển sách danh nhân thế giới của cô Chanel giống như mình? Và bây giờ rất mong được gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.